chúng ta khi chúng ta khởi động Revit lên thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có hai mục mục chính, đó là mục model là phần dự án và family là cái phần tạo tạo family riêng ấy, và đây là tạo dự án. Thì khi chúng ta có thể tạo được family riêng để ra load vào dự án thì ở đây nó sẽ có open và new, thì chúng ta chọn đây là new thôi. Thì khi mà chọn new đây thì mọi người chọn cho tôi đây là mọi người cứ nghe đi để nhá. Magic, Magic là đơn vị mét, thì cái này là cái template. Template này, cái này thì tôi dạy mặc định có sẵn, có nghĩa là từ ban đầu của phần mềm đúng không, chúng ta chưa có cái gì có sẵn cả. Cái này là basic nhất rồi, Magic Architecture Template, chọn đây. Và mình sẽ chọn đây là Project. Còn đây là Project Template là gì? Là khi mà chúng ta đã có một cái file template sẵn thì ta tích vào đây, và chúng ta sẽ chọn đến cái file template mà chúng ta đã có sẵn. Còn giờ chúng ta tạo mới ra để project này, create new. Ok. Đây. Thì khi chúng ta mở ra một cái giao diện mới như này thì mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ có hai ba cái tab chính mà chúng ta quan trọng. Một là tab bên trên này nhá. Bạn thấy tab bên trên này không? Hai là tab Project Browser, và tab tiếp theo là Prototype. Đây. Đây. Property đây, chọn đây thì các bạn chọn đây, các bạn có thể tắt cái này đi được. Tắt cái này đi. Nếu mà chúng ta bị mất hai cái thanh đấy, chúng ta lấy lại như thế nào thì ra tất cả quản lý hiển thị nó đều nằm ở View nhé. Vào View này. Vào User Interface này. Mọi người cứ nghe đi, nghe nghe. Chủ yếu là nghe, nghe xong tí mọi người sẽ có thực hành. Tích vào Project Browser này, nó sẽ xuất hiện ở đây này. Chọn đây này. Property này, chọn đây này. Đó thì các bạn có thể kéo nó ra được này, hoặc là các bạn đưa sát vào đây này. Đưa sát vào vào khung này. Này, nó sẽ nhận. Thấy không? Cái này chúng ta cũng có thể co kéo được rộng. Thì hai cái thanh này là gì? Là một thanh ở bên là quản lý tất cả các cái project, là hiển thị nó có mặt bằng này, mặt bằng trần này, mặt đứng này, sau này chúng ta sẽ tạo thêm được được nhiều 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 thứ khác nữa. Đó. Và đây, bên này legend bản vẽ family group, đây tất cả bên này. Còn bên này sẽ là thanh property, là thanh hiệu chỉnh. Còn là tab bên trên này là tab chính, là các thanh công cụ, ví dụ như kiến trúc thì nó sẽ có tường, cửa, cửa sổ, các đối tượng này. Như nó có phần build là phần mà tạo mô hình. Ở đây là phần là calculation đây, circulation đây, thì là cái phần này liên quan đến cái việc là thang đường dốc rồi cầu thang. Còn đây là phần model về text hay group, đây là phần diện tích, đây là cái phần lỗ mở đấy, đây là phần datum, là những phần về grid level là chiều cao. Còn đây là cái phần về mặt phẳng. Bên structure là chuyên về kết cấu, nó sẽ có các công cụ về kết cấu, các thứ về kết cấu, nó cũng có tương tự như vậy, cũng có cái phần lỗ mở cho kết cấu. Phần steel là chuyên về kết cấu thép, thì những cái này thì những cái phiên bản gần về đây thì nó mới có cái mục steel này. Chứ còn từ trước Revit nó không chưa phát triển cái mảng steel này, là kết cấu thép. Và nó chưa có thêm một mảng nữa là mảng gì? Precast. Nó có steel và precast. Precast là gì? Là bê tông đúc sẵn. Nó phát triển thêm. Và system ở đây là hệ thống MEP. Nó có phần HVAC, phần điều hòa, thông gió, nước, điện. Đấy, nó đầy đủ hết. Đấy nha, tất cả. Insert là tất cả các dữ liệu đầu vào, thì càng ngày thì cái tab này nó càng nhiều ra, nó cập nhật nhiều thêm. Nhưng mà về cơ bản chung thì nó chỉ có 3 phần chính, đó là phần link file, link các file với nhau. Phần import là đưa các file vào, nó có thể import ảnh, import PDF, import CAD, các thứ bản vẽ có sẵn. Và phần thứ ba là load from library, có là insert tất cả các thư viện có sẵn, nó thêm đường link. Còn phần annotation này, annotate là phần gì? Phần dim, text, code và tag, có nghĩa là tất cả những phần liên quan đến việc thể hiện bản vẽ và triển khai hồ sơ. Đấy thì là phần mà annotate. Phần analy thì cái phần này là phần nghiên cứu về phần về phân tích tính toán, ví dụ như này về phần kết cấu nó tính toán tải trọng load. Còn đây phần về zoom không gian phòng để tính toán cái việc cho điều hòa. Còn ở đây chúng ta sẽ dùng ở đây là phần solar hoặc lighting. Mình nghiên cứu thêm những cái này để mình làm gì?
để mình đưa vào, ví dụ như là path of travel, có nghĩa là cái đo cái đường thoát hiểm ấy, có nghĩa là từ cái vị trí xa nhất cho đến cái cửa mà thoát hiểm ấy là bao nhiêu mét, và nó sẽ tính được cái số giây đấy cho chúng ta. Nó rất nhiều thứ mang việc trong tính toán và trong thiết kế rất là lợi thế. Ví dụ như là mình làm bằng két, ví dụ như mình làm phòng cháy chẳng hạn, thì phòng cháy nó sẽ bắt đo cho chúng ta là tối thiểu là không quá 40 mét, đúng không? Qua 40 mét, nhưng vấn đề là mình đo từ vị trí nào, đo từ tim cửa hay đo từ đâu, hoặc là người ở vị trí xa nhất của phòng chạy ra đến cửa là bao xa đấy. Nó có hết tất cả các phần nghiên cứu về tính toán, mọi thứ về đây, giải pháp vật lý kiến trúc. Machine Insight thì đây là phần khối và phần về địa hình. Collaborate thì làm về việc làm nhóm, làm tất cả mọi người trên một file, và nó sẽ làm online và phần backup các cái file make, các cái file mà chúng ta cần phải backup lại. Và đây là các cái phần về copy monitor, là kết nối các bộ môn, share các cái view thôi. Còn là view đây quản lý hiển thị chung, là về graphic, đồ họa, về tạo view, rồi tất cả các cái tab về quản lý hiển thị giao diện. Còn manager thì là quản lý chung về setting, về đơn vị, rồi tất cả các phần chung. Đấy, thì sau này nó có phần ở ngoài này, nó thêm các cái phần về quản lý hiển thị, setting chung nữa. Còn thêm đây một mục nữa, đó là mục add in, thì chúng ta cũng chưa dùng cái gì đến add in cả, nhiều cả, đúng không? Là modify, thì đây là trong đây modify thì nó sẽ có các cái lệnh, ví dụ như đây modify đây, đây là tất cả các lệnh của Revit, nó sẽ có lệnh align, move, offset, copy, nó giống y hệt như CAD đấy, nhưng mà nó chỉ có từng đây lệnh thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, nó tầm khoảng hơn chục lệnh. Thế thôi, cả Revit đấy chỉ dùng hơn chục lệnh này thôi.